đây giới thiệu là Đắk Lắk Chanom là to nhất, khang trang nhất. Bây giờ thì được sự đầu tư bên Việt Nam nó 45 triệu bạt Thái nè. Cho nên ở nơi này là nơi thứ hai, Udon Thani là tỉnh đầu tiên mà Bác Hồ hoạt động tại Đông Bắc Thái. Nà, ở đây là cũng đầu tư nhiều 10 triệu ở đây nha. Xuân thứ ba là tỉnh Phi Chít, cơ sở đầu tiên mà Bác Hồ hoạt động ở đây là ở đấy được 15 triệu nha. Bây giờ khởi công xây dựng rồi sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Sau rồi còn nữa 7 nơi Bác Hồ từng hoạt động ở Thái Lan, tức là 10 nơi cũng sẽ lần lượt được xây nha, chờ để mà thu hút khách du lịch từ Việt Nam sang. À, bây giờ mình thành khai hàng để lên dân thương cho Bác Hồ. Rồi, cho nên mình khai hàng. Đứng chỗ này nè. Đối diện đền thờ là có cảnh tái hiện làng quê, nhà sàn Bác Hồ ngày xưa ở miền Nghệ An Việt Nam, nhắc lại kỷ niệm một thời Bác ở Việt Nam.